Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 10. Chiếc máy niệm Phật mà tặng ngày lễ Viếng Quan Âm về quý vị. Bây giờ nhà chùa đang bật máy rồi lên coi, rồi buộc dây rồi đàng hoàng. Cái máy niệm Phật đợt này hình như đứt hai bên. Máy rất đẹp quý vị. Máy niệm Phật rất đẹp. Máy này những đức sẽ tặng quý vị ngay lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên chắc chắn là mọi người đến lại Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được nhận một món quà nhà chùa tặng, một cái lọc đặc biệt là một chiếc máy niệm Phật. Đây là một món quà bình an quý vị. Lúc nào đi đứng nằm ngồi đều bật niệm Phật, đây là món quà bình an. Vừa món quà tinh thần, vừa món quà bình an, vừa món quà mà giúp cho chúng ta sanh duyên sanh phước. Một món quà tặng cực kỳ ý nghĩa. Chiếc máy cái này những đức chọn cái mẫu máy đẹp. Mẫu máy rất đẹp, mới nhất. Làm máy mới nhất để tặng cho quý vị. Có nghĩa là cái cảm giác của những đức khi mà tặng quà quý vị, có cảm giác được là người tặng còn vui hơn người được nhận. Những đức đã có cảm giác này. Nên quý vị thấy tại sao mà những đức cứ thường đặt đồ, mua đồ tặng Phật tử. Vì cái cảm giác, cái niềm vui khi tặng quà cho người khác. Nếu như khi quý vị có cảm giác này là quý vị sẽ có cái tâm là thích bố thí cúng dường, chắc chắn là gì luôn. Tại vì tu duyên tu phước là việc rất quan trọng. Nên chiếc máy niệm Phật, những vị trưởng đoàn dẫn người ta đi lại Quan Âm, tự nhiên nhà chùa có tặng quà cho người ta khi dịp lễ Quan Âm Bồ Tát, quý vị rủ người ta đi, trong lòng người ta cũng cảm thấy háo hức. Thí dụ như một món quà này giống như là quý vị lại Quan Âm xong, giống như quý vị được trao giải thưởng, giống như vậy. Ai cũng háo hức cảm thấy khi lại Quan Âm Bồ Tát xong tu 2 ngày nghiêm túc đàng hoàng, thầy tặng mình một quà giống như trao giải thưởng cho mình. Hãy nhớ điều này. Đó là cái tâm giống như nó có một cái gì niềm vui đặc biệt tuyệt vời lắm. Chùa mình chuyên niệm Phật thôi mà phát triển như vậy. Nên những đức kỳ này lễ viếng Quan Âm Bồ Tát tặng quý vị chiếc máy niệm Phật. Lần sau chương trình Phật Đản Sanh 8 tháng 4 âm lịch thì những đức tặng quý vị một cái đèn bông sen. Có nghĩa là xung quanh toàn là niệm Phật. Vì cái công đức niệm Phật lớn dữ lắm. Dù có khổ đau gì đi chăng nữa mà niệm Phật thì nhờ quang minh phổ chiếu giúp cho chúng ta an lạc, vui vẻ và tự tại. Nên ngày nào cũng gầy dựng tích nguyện niệm Phật. Người niệm Phật chúng ta đi đâu cũng có chiếc máy niệm Phật nhỏ đeo để trong người mình. Lúc nào cũng có điệu niệm Phật. Hàng Phật tử là có vài chiếc máy niệm Phật. Hết pin chiếc máy này sạc lấy chiếc máy khác. Lúc nào trong vỏ cũng có mấy chiếc máy niệm Phật. Lúc nào hết pin là lấy chiếc máy khác thay vô, vào để đeo nghe tiếp tục. Có nhiều người quý vị, cái xe người ta phía sau nghe, có một cô này, cái xe của phía sau có để cái năng lượng niệm Phật của treo ngay cái đích xe phía sau, ở trên dán chữ A Di Đà Phật. Một chiếc xe thôi mà đã tu duyên tu phước. Người ta chạy xe phía sau, ta nhìn thấy chữ A Di Đà Phật hoặc nghe danh hiệu Phật là trồng cái nhân duyên đắc độ về sau cho người ta.
Cái này cực kỳ quan trọng, quá quan trọng luôn. Nên mỗi một người chúng ta nên hết sức là trân quý, không một tịnh đồ. Nên quý vị nhớ là một con người siêng năng niệm Phật, một con người tín nguyện niệm Phật, một con người phát nguyện cầu sanh cực lạc, thì vì sống trong cuộc đời này nó cũng có tình có nghĩa nè. Nhớ, sống trong cuộc đời này cũng có tình có nghĩa nè. Và cái tâm kiêu ngạo ngã mạn mình hạ xuống. Như câu chuyện mà Như Đức thường kể, cái vị cư sĩ này hiểu biết nhiều, giống như trong Phật Pháp, giống như làm được những việc trong Phật Pháp nhiều. Mà ông nhìn được ông là tâm kiêu ngạo ngã mạn lớn. Ông đến ông đảnh lễ Hòa Thượng Quảng Khâm, ông cầu Hòa Thượng Quảng Khâm giúp cho ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Hòa Thượng Quảng Khâm kêu ông cứ ở chùa đi, rồi tôi sẽ giúp cho. Hòa Thượng Quảng Khâm la ông gầy ông, giống như là oan ức ông luôn. Ông buồn, ông định bỏ chùa ông đi. Hòa Thượng Quảng Khâm ngài nói một câu rằng: tôi la gầy ông được lợi ích gì cho tôi? Bao nhiêu người người ta còn nhìn ngó tôi, người ta còn nghĩ tôi hung dữ bạo ngược. Ông kêu ngạo ngã mạn mà cái bệnh của ông là phải bị la gầy, mà ông tiêu trừ kêu ngạo ngã mạn của ông. Đây là chỉ bệnh cho ông đó. Tôi hỏi ông, khi ông tức giận lên tâm trạng như thế nào? Rất nóng nảy khó chịu. Vì tôi la gầy ông lợi ích gì cho tôi mà ông buồn giận tôi? Ông quỳ xuống đảnh lễ Hòa Thượng Quảng Khâm xin ở lại. Nên cái tâm kiêu ngạo ngã mạn, cái tâm buồn phiền, cái tâm cho rằng bản thân mình có công trạng, làm được nhiều việc, khi đụng tới nói đến là tự ái, không vui. Tâm vậy làm sao học đạo được quý vị? Cái tâm đó là tự mình hại mình. Cái ban đầu của mình nó đâu có gì đâu. Hãy ngồi suy nghĩ kỹ lại. Cái ban đầu mình mới học đạo, mình đâu có như vậy đâu. Nên người ta mới nói rằng giữ tâm như thở ban đầu, một đời giữ thành Phật. Mình mới đi đến chùa mà đâu có gì đâu quý vị. Mình ngoan lắm, mình dạ văn ngoan lắm. Kêu đứng là đứng, kêu ngồi là ngồi. Còn khi mình học đạo có thời gian rồi, mình tùy tiện, mình cho rằng mình hiểu biết, mình trả treo, thầy nói mình cự lại. Cái tâm ban đầu của mình không giữ được. Nên người xưa nói giữ tâm như thở ban đầu, một đời giữ thành Phật, mà mình không giữ tâm ban đầu quý vị à. Cái này là nguy hiểm nha, cực kỳ nguy hiểm luôn. Thì biết rằng công việc Như Đức mà từ sáng mà cho tới tối 8, 9 giờ, 9, 10 giờ, công việc xuyên suốt luôn á. Mà có khi mà Như Đức làm việc như vậy mà có những người trong chùa họ đâu có hiểu, mà mình cũng không cầu điều này, mà Như Đức nói cho quý vị nghe. Làm việc cực lực. Quý vị biết một ngôi chùa đông như vậy mà cuộc sống của trong chùa ổn định đầy đủ, rồi có khi những đức còn phụ hòa thượng xây chùa, đủ thứ chuyện hết chứ. Có lần hòa thượng ngài cũng định xây thêm đạo tràng thứ tư, thì nói rằng bây giờ xây thì được, nhưng mà mỗi tầng mà ông mà hỏi tiền ông không có, rồi lấy tiền đâu mà xây đấy. Những đứa cười, trong lòng những đứa nói rằng nếu như mà con không có gánh 2000 con người này, con lo con tổ chức bao nhiêu chương trình mà không tổ chức chương trình gì hết thì chùa này sao đó. Rồi tổ chức chương trình thì cũng có quà cáp tặng người ta, nên Phật tử những vị trưởng đoàn mới dẫn dắt người ta đi tu cũng dễ, đem pháp đi hoằng truyền. Đâu phải mình chỉ lo trong chùa mình không đâu quý vị. Và thêm trong chùa số lượng con người quá đông, mỗi ngày gần 2000 người phải lo. Còn tới cái việc xây dựng nó cũng cực lực hết mình, đâu có đơn giản quý vị. Mà những đức vẫn giữ được cái tâm an lạc vui vẻ là biết gì sao? Nhờ niệm Phật. Nuôi con người nó đâu phải là chỉ có nuôi cơm ăn áo bận không đâu, mà còn phải giải quyết vấn đề của họ nữa chứ. Phiền não đụng chạm gì này gì kia đâu đơn giản đâu, không đơn giản chút nào. Mà mình cảm thấy mình vui vì cuộc đời mình sống ở cõi này, mình làm gì có ý nghĩa quý vị. Nhà Đức muốn nói điều này để làm một phương tiện nêu tịnh độ lên. Nên những Đức nói gia đình quý vị có 2-3 người thôi, mà chuyện này chuyện kia lu bu lộn xộn là vì sao? Vì sao? Vì không niệm Phật.
chúng ta có một thì được, muốn hai, có hai muốn có ba, cứ muốn lên hoài. Và phước báo gia đình mình nó chỉ vậy thôi, làm sao mà muốn được, làm sao mà muốn được đây. Nên mỗi một con người chúng ta, mình phải coi cái phước báo nhân duyên của mình. Quý vị biết rằng từ khi những đức học Phật tới bây giờ, gia đình người thân những đức đi đến chùa, những đức đều để họ vô cùng tự nhiên bình thường hết, chứ bao giờ đá động đến. Mỗi lần lễ viếng Quan Âm Bồ Tát ở dưới quê những đức, anh chị những đức, cô chú bên những đức là bên Tân Châu Kinh Sáng, bên cô chú là bên Hồng Ngự Đồng Tháp, họ kết hợp lại họ đi, quý vị biết rất đông, có khi mấy trăm người luôn. Có lần họ dẫn đi 300 mấy chục người, 400 mấy chục người, 200 mấy chục người, họ dẫn đi vậy đó. Mà đến chưa bao giờ Như Đức nói với mấy anh em trong chùa rằng là mấy anh em sẽ sắp xếp cho họ cái gì cái gì. Như Đức còn cả đòn đó quê Như Đức, Như Đức còn chưa nói tới. Họ đến tự mấy anh em sắp sao thì sắp. Vì sao? Vì thà mình tùy duyên như vậy mà tiện bề, nên Như Đức mới giải quyết vấn đề trong chùa được, để cho họ nhìn nhận được có cái bản thân họ phát huy. Duyên đến thì họ phát huy được à. Duyên đến phát huy được liền. Chứ nếu không, họ nghĩ rằng những đức ở đây coi chùa, chủ chùa, quản chúc, có quyền quy. Rồi họ lỡ họ không tu, họ nghinh ngang thì sao? Nên những đức để họ rất tự nhiên, bản thân họ tu được bao nhiêu, họ lợi ích bao nhiêu. Giảng dạy bình đẳng, ai cũng nghe y rang như vậy. Không có nói người thân mình gì mà khác, không có. Đây là 100% tất cả các điểm chùa. Mấy anh em hãy nhìn từ công việc Như Đức làm đi. Khi Như Đức đi tu suốt bao nhiêu năm trời, Như Đức có nhiều quê đâu, đều là lo cho Tam Bảo. Khi gia đình người thân các anh em mà Như Đức còn lo hơn anh chị Như Đức. Mình tin nhân quả, đối với mọi người mình còn thương yêu lo lắng. Không chỉ gia đình người thân mình không là Phật Bồ Tát bỏ sao, nhưng do gia đình người thân mình chưa đủ duyên đủ phước thì mình hãy cố gắng tu tập thôi. Chừng nào họ đủ duyên và đủ phước thì họ được nhờ. Có, mình không giúp họ cũng có người giúp họ, yên tâm. Duyên này những đức tin nhân quả dữ lắm quý vị. Cho nên những đức mong người trong chùa mình nên nhận thức cực kỳ sâu sắc. Mình được vào ngôi Tam Bảo, họ cố gắng lo tu tập, sống làm sao có tình có nghĩa, sống làm sao mọi người xung quanh cũng thấy thương yêu quý mến mình. Những đức lo cho việc trong ngôi Tam Bảo cực lực nhiệt tình, như thứ bảy chủ nhật đồ, cả ngày thường giờ những đức khích chứ. Như hôm qua mà thứ bảy, từ sáng mà những đức cho tới mà gần 6 giờ chiều thì khích thời gian luôn. Bây giờ thứ bảy người ta đến mình nấu ăn cũng phải nấu được đường một chút cho người ta ăn. Mà những đức nấu ăn Phật tử người ta vui, người ta ăn ngon, trong tâm trạng mình thấy mình cũng vui, làm nhiệt liệt hết mình. Nó rồi xong rồi lên chuẩn bị giảng mấy bài giảng cho chủ nhật, rồi xong tới lớp đạo làm con, rồi bây giờ phải chuẩn bị giảng mấy bài pháp mà dịp lễ. Tuy có 2 ngày nhưng trước đó ngày những đức giảng, cuối ngày 20 những đức giảng, tổng cộng là 8 buổi. Phải chuẩn bị gì đó quý vị. Tại sao mà công việc những đức làm lễ lọc mà những bài giảng một câu hay Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quắc giảng duy trì, là những đức tính toán mà ra. Nên những đức nói rằng làm mà biết tính đi lính suốt đời. Con người chúng ta, mình đi theo một người lãnh đạo mà họ biết tính toán, họ kỹ lưỡng, họ khéo léo, mình theo họ mình cũng không đến nỗi khổ quá. Bây giờ mình ngoài đời mình có chồng mà mình lấy nhầm người chồng mà không biết tính toán làm ăn gì bị khổ đúng không? Không chỉ là một cơ ngơ lớn như vậy mà không biết tính toán tùy tiện, thí đại sao được. Nên sống mình đứng vai trò để lo cho Tam Bảo. Đã được đặc trách thì có những khi tình anh em
Nhưng có những cái đại chúng là mình phải giải quyết thẳng, không có nhún nhường được. Như vậy về sau người ta theo mình, ta cảm thấy bình an hơn. Nên những Đức mong rằng các anh em coi chùa mà những Đức đặc trách đều phát huy mạnh mẽ. Đừng có cái gì cũng đẩy những Đức ra. Mấy anh em hãy tự giải quyết vấn đề gì, khi hỏi những Đức chỉ điểm, mấy anh em cứ làm thẳng. Có tình, có nghĩa, nhưng có những cái mấy anh em phải giải quyết vấn đề thẳng thắn. Tao nói món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Dính vào tình cảm, người ta nói câu hay, thà mắc lòng trước đặng lòng sau. Còn hơn về sau, chúng ta rất khó nói chuyện. Rất khó nói chuyện. Đó, nên những Đức rất là thương quý các anh em. Nhưng mà sống với nhau nên biết trước biết sau. Đừng nên cái gì quá đáng quá. Vậy thì mình rất là đặc biệt. Ví dụ như giờ mấy anh em quản chúng chùa như Đức nêu đây, lờ nêu này lên để cho mấy anh em làm việc. Thí dụ như ở trong chùa các anh em mình thương, lo cho chúng mình thương. Nhưng mà nếu họ phạm phải cái việc ở trong ngôi Tam Bảo mà quá đáng, làm phiền nhiều người, việc này mình phải sắp xếp cho thẳng thắn. Mà không phải vì bản thân mình, mà là vì đại chúng mình giải quyết vấn đề. Hiểu chưa? Nên cái vai trò của cái người chủ trì chùa hay quản chúng chùa là cái vai trò hy sinh. Nên Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài tu tập thì quý vị biết các Ngài là Phật Bồ Tát đến thế gian thì hiện đến. Khi Ngài gần cuối cuộc đời, đệ tử Ngài hỏi Ngài, Ngài giảng sanh phẩm vị nào? Ngài nói hạ phẩm hạ sanh. Đệ tử kinh ngạc, nói rằng thầy tu như vậy mà vì sao giảng sanh hạ phẩm hạ sanh? Thì Ngài Trí Giả Đại Sư Ngài nói rằng hy sinh vì đại chúng. Hy sinh về đại chúng. Khi những Đức làm việc này, những Đức thấy rõ ràng mình phải hy sinh. Bây giờ người ta vô chùa, người ta mới tu thôi, nấu ăn người ta làm suốt luôn, người ta không được lên trên điện tu gì hết chứ. Nên những Đức nói mấy cái điểm chùa, thấy không? Bây giờ cái người nấu ăn ở trong bếp nấu gì hoài buổi sáng, mấy anh em người quản chúng như Nhượng Quan, Nhượng Lăng nên tính lại đi, nên tính lại đi. Tại sao không nhìn từ những Đức làm nè? Một tuần mấy ngày đó xuống nhà bếp nấu ăn buổi sáng đi, tập trung mấy anh em nam bố trí làm, rồi mấy cô lên cái điện tu đi, một tuần cho họ mấy buổi đi. Họ vô trong chùa họ cứ làm mãi không được lên cái điện tu gì hết chứ. Khi những Đức vô nhà bếp, những Đức mới thấy ra. Rồi mấy anh em tập như vậy, sau này Những Quan nấu ăn được, Những Lăng nấu ăn được. Khi quản chúng chủ trì chùa, người ta vô chùa tu mình có trách nhiệm quan tâm người ta. Người ta đã đến với mình, mình phải nuôi huệ mạng cho người ta. Mình thì thời gian tu lâu, mình mỗi lúc mỗi nơi mình có thể, mình đã tín nguyện niệm Phật, mình cố gắng niệm Phật. Còn người ta mới vô chùa cứ làm việc suốt, không được lên chánh điện tu, tính lại đi. Thì mình xuống mình làm buổi sáng cho người ta lên tu, xong buổi sáng mình lo việc của mình, cho người ta vào viết để sắp xếp lại, bố trí lại. Nên từ nơi đó cho nhà bếp được lên chánh điện tu, cho các ban bệ họ lên chánh điện họ tu. Người nam mình đông tập trung xuống bếp mình làm buổi sáng, một tuần 3 buổi hay gì đó, còn nhiêu buổi họ lên, trừ thứ bảy, tại thứ bảy cộng tu bên đó, thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà mẹ em bố trí đi. Chính bản thân người Đức đi xuống nhà bếp làm thấy rõ ràng, mình xuống mình làm, họ lên họ tu, tự nhiên nhà chùa ổn định hoàn toàn hết chứ. Và mình cũng biết được chuyện nữa, mình làm mình biết chuyện, mình biết công chuyện mình làm. Nấu ăn rất là gọn, rất là khỏe. Nấu đơn giản thôi, gọn khỏe. Anh em bố trí lại. Thêm một cái nữa, người nữ mà cái gì mình cũng giao cho người ta sạch nhất hết chứ. Sau này cái tâm con người ta nó thay đổi. Khi mà mình giật dây khó. Nên những Đức nói rằng ở trong chùa muốn sống với nhau cả đời, phước duyên gây dựng là phải có chữ nhẫn. Đừng bao giờ nói rằng mình làm được chuyện gì rồi bản thân mình ta đây kiêu ngạo là thất bại. Cái tâm kiêu ngạo nó ghê lắm.
chỉ cần nói nhẹ đụng tới là buồn, không vui. Sao mình học với thầy đây? Nếu như những đứa cũng vậy thì sao sống đây? Sao sống đây? Đó, nên từ nơi đó mà mình gặp Phật pháp quý lắm, nhưng mà phải rèn luyện, phải gầy dựng. Người ở trong ngôi Tam Bảo cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng làm được. Còn cái việc tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Đến ngày Trí Giả Đại Sư, khi ngày sắp sửa giáng sanh, ngày nói ngày giáng sanh hạ phẩm hài sanh, thì ngày hy sinh đối với chúng trong chùa. Ngày nói ngày hy sinh, đem cái duyên cái phước đó ra cúng dường Tam Bảo. Bản thân mình phải làm những việc thế cho người ta, để người ta được đi tu. Bây giờ những đứa xuống tới nhà bếp luôn, đâu có lên chánh điện gì đâu. Mỗi ngày cực lực làm việc cho Tam Bảo, rồi lấy quay mà đủ duyên hòa thượng xây chùa, những đứa còn phải lo dữ lắm. Vì hòa thượng lớn như cha mẹ già, dù đứng ra làm nhưng mà bản thân làm con cực lực hết mình mà lo lắng, phải có tâm đó chứ. Những đứa thường nói mình gieo nhân thì sao, thì mình gặt quả như vậy thôi. Nhớ kỹ, mình gieo nhân sao mình gặt quả gì vậy? Bản thân mình hết lòng hết dạ thì ta hết lòng hết dạ với mình thôi. Nhưng mà hòa thượng còn tại thế, những việc xây dựng đồ tiện bề ngày làm được, những ngôi chùa mọc lên cho những người già khắp nơi nơi có chỗ nương tựa tu tập. Chừng nào mà khai móng xây đạo tràng 4, lúc đó những đức thông báo hoặc làm đoạn ký sự cho quý Phật tử khắp nơi nơi coi, để quý vị cùng chung tay những đức xây chùa nuôi người già. Cuộc đời mình mấy mươi năm ngắn ngủi quý vị ơi, mấy mươi năm ngắn ngủi thôi, phải làm việc gì để ý nghĩa trong cuộc đời đó. Chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, dùng đa dạng phương tiện đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Một chiếc máy niệm Phật này thôi, những đức cũng đem tịnh độ giới thiệu. Một lần chương trình lễ viết Quán Âm, chương trình chùa mình giờ là mấy chục ngàn người. Máy niệm Phật đợt này những đức đặt 50.000 cái máy niệm Phật. Tượng Phật những đức đặt rất là nhiều. Những đức mong rằng nhà nhà có ngôi Tam Bảo. Và những đức còn chỉ người ta an vị Phật rất dễ, ai cũng làm được. Chỉ cần niệm Phật lễ Phật là an vị Phật, tôn tượng Phật lên, gia đình có ngôi Tam Bảo. Mà rất nhiều người nói rằng gia đình họ từ khi thờ ngôi Tam Bảo tới giờ, gia đình có sự chuyển hóa rất là tốt, rất là đặc biệt. Những đức nghe những đức rất là mừng, nên cảm thấy làm mệt mà vui, vui rồi mau hết mệt. Nên những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa mình hiểu được nguyên lý này. Có những việc mà làm mà những đức gầy, những đức nói tới, mình có buồn gì chút mình buông ra mình nghĩ. Nếu đặt vai trò vào thầy mình sẽ nghĩ như sao, cực khổ cỡ nào, mình có làm được không? Thì quý vị tự nhiên cái tâm quý vị biết thông cảm, biết quý nhau. Những đức thường nói các anh em trong chùa, những đức hết lòng nhiệt tình để cùng chung tay các anh em. Những đức mong các anh em cố gắng. Những đức rất mừng khi các anh em giỏi. Mỗi anh em nuôi người già, thương cụ già, cực lực hết lòng lo lắng giúp đỡ, mong mấy anh em sau này giỏi. Những đức mong những người bên cạnh những đức họ đều có chùa hết, để họ nuôi người già. Đây là tấm lòng những đức trước ngôi Tam Bảo 100%. Những đức mong mỏi họ giỏi, còn giỏi hơn mình nghĩ gì, sau này đủ duyên. Nửa tháng lần những đức tổ chức lại Quán Âm, những đức sẽ cho quý thầy trong chùa mình nửa tháng hoặc một tháng gì đó, cho quý thầy trong chùa mình như bên đạo tràng ba Những Quang, bên đại Tùng Lâm Những Lăng sướng lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau này mấy anh em ai cũng làm được hết chứ. Cuộc đời mình đâu phải làm hoài đâu quý vị. Che già măng mọc, dù che chưa già mình cũng mong cái măng nó mọc lên. Lễ với Di Đà truyền đăng là ý nghĩa gì? Là Phật pháp phải truyền tay nhau, chân thật truyền tay nhau. Nên lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm 2 ngày, 18 tháng 2, 19 tháng 2, 17 chúng ta đi. Quý vị phát động chương trình để đi lại Quán Âm Bồ Tát, để chúng ta đem tịnh độ giới thiệu. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh